Xin chào mọi người. Hôm nay thì Hạnh đi tham quan cái vườn trồng cà chua ở tại Cameron Highland của đất nước Malaysia. Thì cái trồng cà chua theo cái canh tác không phải là nước nữa, mà là họ sẽ nhiễu nước vào gốc cây. Có nghĩa là đây là một trong những cái công nghệ mới để mà trồng cà chua. Và hiện tại thì cái vườn cà chua này cũng là đang sử dụng cái phân vi sinh của chúng ta. Và các anh chị có thể nhìn thấy là cà chua rất là đẹp. Mình có thể nhìn thấy cà chua rất là đẹp. Và đặc biệt hơn nữa là cái cách trồng của họ cũng rất là đặc biệt. Nè, các anh chị có thể nhìn thấy là cứ một gốc cây là một cái ống nước truyền vào, và mỗi ngày nước cứ tự động và nhiễu vào cái gốc cây. Và hy vọng rằng trong tương lai thì chúng ta sẽ có cái cách trồng này tại Việt Nam. Và hẹn gặp lại mọi người.